JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio ạ. Còn JK Audio hôm nay sẽ lên cấu hình một cái cấu hình dàn karaoke, đây là những cái dòng thanh lý mà bên JK Audio nhập được vừa rồi để phục vụ những ngày lễ Tết 30/4 và 1/5. Còn hôm nay bên em làm cái video thông báo đến các bác là hàng bên em về rất là nhiều những dòng loa. Đầu tiên em kể đến dòng loa JBL, mã là K82, đây là dòng loa bãi Trung Quốc. Còn em đã trả chi tiết về hình thức thì còn rất là đẹp. Đây là dòng Bass 30, hình thức rất là đẹp và rất là mới. Cái đôi này chỉ là hơn 3 triệu một tí đấy ạ. Do đây là giá công khai hơn 3 triệu một tí, có thể bao ship được cho các bác mọi miền Tổ quốc. Vâng, các bác nhìn phía trước đi ạ, vòng tổng thể rất là đẹp, chỉ là mới qua sử dụng thôi ạ, bên em đã thanh lý được rất là nhiều. Còn đây là đôi loa JBL K82. Vâng, nói đến dòng JBL thì ai cũng biết là thương hiệu của Mỹ, giờ dòng rất là chất lượng. Và đây dòng này được sản xuất tại Trung Quốc thì chất lượng thì không còn gì phải bàn. Vâng, rất là hay, và bên em đang bật nhỏ tiếng để em giới thiệu. Vâng, kế đến đó là một cái Âm ly 506 Jaguar. Jaguar số răng 506N đây ạ. Vâng, đây là dòng cũng là hàng của Trung Quốc, công suất cực kỳ khỏe, có thể kéo được hai đôi Bass 30, rất là khỏe luôn ạ. Còn đây là những dòng Âm ly thanh lý, đây là cũng nhà dòng Âm ly thanh lý bên em đấy ạ. Vâng, em công bố giá luôn, đây là dòng thanh lý và bên em bán cái bộ trọn bộ karaoke này với chỉ giá hơn 6 triệu thôi ạ. Hơn 6 triệu, ship code toàn quốc. Vâng, để nói sở hữu bộ dàn karaoke này ở trong gia đình với không gian 40-50m2 thì đánh cũng rất là căng. Em mới chỉ dùng một chút xíu volume thôi ạ, để em nói chuyện với các bác. Vâng, sau khi mà các bác sở hữu bộ dàn karaoke siêu rẻ, chất lượng này thì bên em có tặng kèm dây jack kết nối đầy đủ. Vâng, đấy là hai sản phẩm mà bên em thanh lý muốn giới thiệu đến các bác ngoài miền Tổ quốc. Vâng, đôi loa JBL K82 Bass 30 nghe giải âm rất là rộng. Đây cũng có một chút xước thôi ạ. Không, nhưng không vấn đề gì, là do vận chuyển đường xa từ phía Trung Quốc là cái dòng này là không có hộp, vì thế nó có xước xa một chút nhưng không ảnh hưởng. Không ảnh hưởng đến chất lượng các bác nhé. Quan trọng nhất là cái chất âm và hình dáng phía bên ngoài thì còn đến 90%. Và đây là dòng bãi thanh lý. Bên em khi mà các bác sở hữu, bên em vẫn cứ bảo hành cho các bác 3 tháng. Vì đây là toàn bộ hàng chất lượng, vì thế bên em bảo hành khá là dài. Vì là hàng thanh lý hầu như là không một cửa hàng nào bảo hành cho các bác đâu ạ. Vâng, vì đây là sản phẩm còn khá là mới. Vâng, đấy thì là những cái sản phẩm mà bên em lên cấu hình cho các bác những dịp ngày nghỉ lễ Tết 30/4 và 1/5 để các bác sớm sở hữu và trải nghiệm mấy ngày nghỉ để nghe ca nhạc cùng gia đình, cùng trải nghiệm. Vâng, các bác nhé, cái dòng hàng thanh lý này bên em về rất là nhiều ạ. Với cái bộ dàn này các bác có thể sở hữu và có thể dùng đến 5-10 năm sau nó cũng không hỏng, nó chỉ là cũ đi thôi. Trừ khi các bác chán, các bác không dùng nữa và các bác muốn nâng cấp thì các bác mới bỏ đi thôi, còn đâu hầu như không bao giờ hỏng. Vâng, cho nhạc to lên một tí ạ.
Vâng, với bộ dàn này hát karaoke cực kỳ là hay. Echo cái dòng 506 Jaguar Su Zhang thì cực kỳ là dẻo và nhự quyện. Cho nhỏ nhạc tí để nói chuyện với các bác. Vâng, em nhắc lại các bác nhé, bên em là nhận ship code toàn quốc. Các bác đặt hàng, các bác quan tâm hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio. Bên em sẽ gọi điện lại tư vấn trực tiếp cho các bác. Và đặc biệt nữa là bên em online trên 24/24. Bên em cập nhật tin tức liên tục ạ. Và giờ em sẽ test một đoạn nhạc karaoke cho các bác cùng trải nghiệm nhé. Vâng, sau đây em sẽ hát một bài hát của Đan Nguyên, bài Lại Nhớ Người Yêu. Vâng, với cái bộ dàn karaoke siêu rẻ, siêu chất lượng này, gồm một âm ly Jaguar Su Zhang PN506N và một cái đôi loa JBL KI82. Vâng, sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, còn bốn phương trời xây thành lũy, biển trời nào mà không say, thì xin em nhớ cho rằng em hiên nhiên chiếc ngựa hồ này. Em ơi ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây thơ thương riêng mình với em mưa mây quay. Ước gì mình là sao đêm hay là trăng rọi sát đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình gần bên còn lo thương nhớ người. Vâng, sau khi em đã hát một đoạn nhạc karaoke để bên em đánh giá cái bộ dàn karaoke mà bên Zika Audio dành cho các bác, thì thực sự là chất âm là quá đẳng cấp với cái tầm tiền siêu rẻ và siêu chất luôn ạ. Vâng, nhân dịp nghỉ lễ ngày 30/4/5, các bác hãy nhanh tay sở hữu cho mình bộ dàn karaoke này để sum họp với gia đình 3-4 ngày nghỉ lễ rất là quây quần và hạnh phúc.